Nhân ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ, em tặng chị một nhánh bông. Dạ, cảm ơn. Chưa đâu còn nữa nghe. Thay mặt bạn Tuấn Nguyễn bên Mỹ đó, tặng thêm cho chị là 200.000 đồng. Dạ, cảm ơn anh. Chúc chị nhiều sức khỏe nghe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, nhà chị ở đâu lận? Bà bên kia đang dí vô hàng mít của cô rồi. Qua phụ cô đuổi bà đi. Tội. Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 3, ngày mai là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Hôm nay em nhận được nhiều sự yêu thương từ quý vị gửi về, và hôm nay em dùng số tiền của bạn Tuấn Nguyễn. Đây là một bạn trẻ mà bạn cũng ở bên nước Mỹ đó quý vị. Bạn có gửi về cho em là 200 đô la Mỹ, quy đổi thành được 5 triệu lẻ mấy chục ngàn đó. Em sẽ dành hết cái số tiền này để mà đi tặng lại những bà con mà buôn bán ở ngoài chợ có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay là nhân tiện ngày 7 tháng 3, ngày 8 tháng 3, em có mua được 20 mấy nhánh bông hồng ở đây này. Sau đó là em sẽ đi các ngôi chợ ở trong thành phố Nha Trang hoặc là ở vùng ngoại ô để tìm kiếm những cô, những bà bán rau, bán những cái thứ mà nó đơn giản thôi. Tại vì nhiều khi bà con ở đây họ chỉ cần ra phía sau hè hoặc là ra phía nhà hàng xóm để mà hái một ít rau rồi mang ra chợ bán. Ở đây em đang ngồi trước chợ Vĩnh Phương. Ở đây thì em nhớ là lần gần đây nhất em có đi chợ và mua một ít đồ của những người khó khăn lắm thưa quý vị. Hôm nay thì em sẽ tặng đến bà ngoại bán rau và một người cô bán dừa ở trong này. Hôm nay là em mua được mấy chục, 20 mấy nhánh bông hồng nè. Em sẽ tặng một người là một nhánh bông hồng và 200.000 đồng thưa quý vị. Hôm nay thì em nhắm được ở chợ Vĩnh Phương có 2 người. Còn sau đó đi tham khảo thử, nếu có thêm thì tốt quá. Đây bà ngoại bán rau hồi bữa. Chào bà ngoại. Dạ. Bữa giờ bán được không ngoại? Bán con lai rai. Bán lai rai hồi bữa ngoại nhớ con không? Ngoại mới bị, bữa bị quay gì á. Đúng rồi, bữa con quay cái gì đó. Nay bán được không ngoại? Ế không? Bán lai rai ế còn đồ né còn. Tại vì con phải hỏi ế không á, là tại vì ở đi chợ nào cũng ế hết. Rồi ngoại ơi, ngày 8 tháng 3 con xin phép tặng cho ngoại một nhánh bông nha. Dạ. Với lại còn nữa ngoại, còn nữa. Còn gì con? Cái bạn Tuấn Nguyễn ở bên Mỹ đó, tặng thêm cho quà là 200.000 đồng nha. Chúc quà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cái này là chương trình dành tặng riêng cho những người mà buôn bán nhỏ lẻ khó khăn ở mấy cái ngôi chợ đó ngoại. Dạ. Rồi chúc bà ngoại nhiều sức khỏe nha. Chúc
Hôm nay giờ các anh tặng bông chưa? Rồi chúc mọi vui vẻ nha. À, chúc con mạnh giỏi nha. Dạ. Cuối năm rồi mạnh giỏi làm ăn phát tài phát đạt đi. Dạ. Cảm ơn YouTube của mình đây. Cái này của bạn Tuấn Nguyễn văn ngoại nha. À, dạ, bạn Tuấn Nguyễn bên Mỹ. Rồi, có gì cho không? Dạ, dạ. Rồi chúc mọi buôn may bán đắt nha. Chúc sức khỏe luôn. Cho con hỏi thăm mấy cô bán dừa hồi bữa. Má, nay mới bán. Hôm nay không có bán hả? Bà Năm á. Nay bà bán nghỉ nào. À, bà Năm bán dừa nay không bán ha. À, để con đi hỏi thăm thử. Một cây bông nữa kìa anh. Dạ dạ biết rồi, biết rồi. Dạ, không ơi, không mua cái số chị, cảm ơn chị. Ngoại ơi. Bây giờ cái cô bán dừa đó, rồi, ngày mai ngoại có đi bán không? Có sao? À, dạ. Con cũng gửi cái phần này dành cho tặng lớn lớn cô bán dừa luôn. Cái gì tặng cho cô đó nghe. Lấy bông luôn, ra mai tặng. Cái này cứ cắm vô nước nè. Dạ. Dạ ở. Cô đó ở Thông Tây ha. Nếu mà ai biết nhà thì mang qua cho cô đó giùm con nghe. Ở trong Diễm kìa. Rồi cảm ơn ngoại nghe. Dạ. Gửi lời thăm sức khỏe đến cô đó luôn. Dạ. Rồi con xin phép. Dạ đây. Gửi nhánh bông đến 200 ngàn. 200 ngàn cho cô bán dừa. Dạ em chụp hình gì đây được không? Dạ được luôn. Dạ. Rồi cảm ơn bà con nhiều. Hôm nay vui quá trở lại. Dạ. Hình như cái cô kia hôm nay cũng nghỉ bán đúng không? Đi chơi du lịch rồi. À đi du lịch rồi. Đi hành hương Châu Đốc hay sao? Không có, đi đi núi, đi chùa mình đi cái gì? Măng đen. À măng đen là ở con tôm lận. Dạ. À. Đi du lịch rồi. Rồi chúc chị buôn may bán đắt nha, rồi, chúc sức khỏe. Dạ. Chúc mừng ngày phụ nữ nha. Rồi, ngày phụ nữ. Dạ. Rồi bữa giờ bán được không chị? Cũng lai rai em. Lai rai ha. Rồi chúc sức khỏe luôn nha. Dạ. Chắc là em thời gian em còn chạy đi các chợ nhiều lắm, chắc là em quay chợ Vĩnh Phương như này thôi. Rồi chúc bà con nhiều sức khỏe, chúc chị em phụ nữ được nhiều sức khỏe luôn, mày trẻ mãi không già nha. Dạ rồi xin chào hết, chào mấy chị. Dạ kính thưa quý vị, trên đường đi ra lại chỗ xã Vĩnh Thạnh đó thì ngang qua cây cầu Vĩnh Phương tới đây là đường Lương Định Của, em bắt gặp hoàn cảnh của một người cô cũng khó khăn lắm, với một cái chiếc xe đạp thô sơ thôi và một cái rổ cái sọt thì cô bán mít ở nơi này. Con chào cô. Cô đi đâu á? Ngồi đây rồi, có nắng non không? Nắng á. Nhà cô ở đâu cô ạ? Dạ trên đây. Gần đây. Dạ, mít thì bán làm sao cô? Cô bán 15 ngàn ký. Cô ngồi xuống đi. Mít thì bán 15 ngàn ký. Rồi hàng ngày bán ngồi ở đây thôi. Người ta mua đi bán lại, ta bán 20. Còn cô mít nhà, mít ở giường, cô bán 15 ngàn. À, mít giường là sau nhà mình luôn đó ha. Đó, quý vị ơi, như em nói đó là bà con ở đây nhiều khi vườn rau hay là vườn cây gì đó là ngay sau hè thôi. Ra hái rồi ra vào đây bán. Một ngày kiếm được nhiêu cô? Chín bữa nào chứ, lâu lâu rồi, hai ba bữa chín trái, hai ba bữa chín trái, hai trái gì đó. Dạ. Bữa nào cũng... Nhà mình ổn không? Nhà mình có hai vợ chồng già, ông xẻ bệnh, còn mình thì đó, già kẻ gì. Còn con cái thì sao? Có con đâu. Không có con. Dạ. Cho con hỏi ông xã cô nào giờ tặng hay tặng bông cho cô không? Không luôn. Không luôn. Nhà quê làm ruộng mà làm bông đâu tặng. Từ thợ gá tới giờ luôn. Nhà quê không. Chứ lúc quen nhau không có tặng bông tặng hoa gì à? Không, không tặng hoa gì. Rồi bây giờ con xin phép ha. Cái này con gửi cô. Cái này không phải con tặng nhưng mà cô về cô nói cô giả bộ cô đưa cho ông xã. Tặng ông. Kêu không, kêu ông xã tặng lại cho cô. Nghe. Kỷ niệm ngày 3. Dạ, kỷ niệm ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Dạ. Ngoài ra là con xin phép được thay mặt bạn Tuấn Nguyễn ở bên Mỹ đó. Bạn đó có gửi về cho con một số tiền để mà nói là đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh buôn bán ở ngoài đường ngoài chợ rồi đó. Thì không con không có mua mít đâu.
Nhưng mà con thay mặt bạn Tuấn Nguyễn tặng cho cô thêm 200 ngàn đồng nữa. Cảm ơn con. Chúc cô nhiều sức khỏe, bình an. Gửi lời cảm ơn bạn đó, cháu đó. Dạ. Cô 72 tuổi rồi. 72 tuổi rồi hả cô ha? Dạ, cái bông này á, cô về cô đưa cho ông xã cô á. Kêu tôi đưa cho ông nào, bây giờ ông giả bộ ông tặng lại cho tôi đi. Để tôi biết cái cảm giác được tặng bông với người ta. Sao nhiều lúc cô cũng thấy cả, thấy nhiều lúc mình cũng tuổi thân thì con cái không có, vợ chồng già mà làm ăn không con, thành ra không có quan tâm tới chuyện đó. Tại không qua miệng có. Đôi khi trong cuộc sống á, nhiều cái hành động nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó tạo cho mình rất nhiều cái niềm vui cũng như là một cái sự yêu đời. Nhiều lúc cô thấy người ta có con có cái đồ, người ta làm sinh nhật của cha mẹ rồi kia, cô cũng tuổi thân mà điều chẳng qua số phận mình sao. Dạ, cô sinh nhật ngày mấy? Cô sinh nhật không biết luôn, không nhớ luôn. Trong cái căn cước công dân có ghi không hay là chỉ để số năm thôi? Có ghi nhưng mà cô cứ đi tháng là cô đi bệnh viện tỉnh một lần, rồi cô đi bệnh viện là nhỏ nhỏ một lần, cô lấy thuốc huyết áp tim. Dạ. Cô bị tuyến giáp nữa, tuyến giáp là nó chuyển viện xuống viện tỉnh. Dạ. Còn mà cô lấy huyết áp với tim hàng ngày là cô đi vô trạm. Dạ, cô ngồi đây rồi nắng non rồi bụi bặm rồi nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Thì đúng rồi, mà giờ phải bén. Dạ. Thôi cố gắng nha con nha. Cảm ơn. Nếu mà có cơ hội thì con quay lại đây thường xuyên hơn, con thăm cô. Dạ không có gì. Chúc con nhiều sức khỏe. Rồi. Chúc bác ở nhà nhiều sức khỏe, bình an. Rồi, cảm vui ơn vẻ. Hai cháu. Dạ. Cháu với cái cháu gì về tặng gì cho con. Dạ dạ. Rồi con xin phép con nha. Rồi, rồi con chào cô. Dạ. Ôi cha bò đây quý vị. Ở đây bà con đi chăn bò, thả bò chạy qua đường. Vui lắm. Chào cô nha. Bò bên kia đang dí vô hàng mít của cô rồi. Qua phụ cô đuổi bò đi. Tội. Cái này mà cô không, nãy mà cô đi đâu là chắc nó ăn hết hàng của cô luôn á. Bữa nó xém xịt cô luôn hả? À. Xém đá luôn đó hả? Tại vì cô đang chở trên yên nè, xe đạp hai trái mà cô cứ đứng ở đó, ở sau nó ủi tới. Nó cứ la ăn mít rồi xong cô cứ vua vua, cũng có một mình cô đứng ở giữa đây mà. Cái chủ bò thì nó đi sau mà cô cứ đang cô đa vậy á. Dạ. Mà bắt đầu không ai cứu chừng lét đi. Cô giục cái xe đạp cái rầm xuống, cô đi vô bị lờ, nó làm gì nó làm, nó dậm xe đạp. Rồi nó ăn mít hết luôn. Rồi có đền không? Nó nói thôi có gì cảm ơn, có gì xin lỗi thôi chứ nó không đền. À vậy hả? Wow, coi như ra mất hết luôn. Lỗ. Bữa ra nếu mà cô bán được 200 mấy nữa. Wow. Hai trái. Kỳ cục. Dạ, cố gắng rút kinh nghiệm con ha. Dạ. Bữa sau nó tới là lo dọn lẹ. Đó, để cô sợ cả mấy bị quơ chứ. Dạ, dạ. Rồi con chào cô. Dạ. Dạ đây kính thưa quý vị, em đã trở lại chợ ga Vĩnh Thạnh và tiếp tục là những nhánh bông để mà tặng tới những bà con kinh doanh nhỏ lẻ ở nơi này. Nói kinh doanh thì nó hơi quá, tại vì bà con như em đã nói đó, buôn bán ra ngoài sau hè thôi, nhỏ đại mớ rau hay là trái cây gì đó ra ngoài chợ bán. Rồi kêu giùm em đi. Chị kêu giùm em đi chị. Em đi theo người chị này. Chợ ga Vĩnh Thạnh thưa quý vị. Ở đây để mà tìm được những người mà khó khăn á là chị đó đó ha. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Rồi chị qua đây chơi cho vui chị. Rồi chị bán nước đúng không? Rồi đứng đó giùm em luôn, chào chị. Tình hình sức khỏe ổn không? Dạ ổn. Bữa giờ bán được không? Dạ, bán ổn. Bán ế lắm hả? À. Rồi bán rau này là nhà mình trồng luôn hay là mình lấy của người ta? Lấy. À lấy của người ta đi bán. Dạ. Rồi bây giờ nhân ngày 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ, em tặng chị một nhánh bông. Dạ, cảm ơn. Chưa đâu còn nữa nghe. Thay mặt bạn Tuấn Nguyễn bên Mỹ đó, tặng thêm cho chị là 200 ngàn đồng. Dạ, cảm ơn anh. Chúc chị nhiều sức khỏe nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ, nhà chị ở đâu lận? Em
ở phòng trọ trong đây. Phòng trọ trong đây. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi chị bán nước. Dạ. Nhà chị ở đâu á? Em ở Suối Hiệp lận. Suối Hiệp lận Bầu Xa ha. Dạ. Rồi tặng chị nhánh bông nè. Với hoàn cảnh cũng khó khăn ha. Tặng chị 200 ngàn, chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Bữa giờ bán được không? Dạ, tháng giêng còn ế lắm anh ơi. Tháng giêng còn ế lắm. Dạ, chợ ít người. Cái kiểu này giống như bán trà đá hồi xưa dạ, ở chợ rồi, hay dưới bến xe rồi đó. Đi mời khắp hết vậy, đi khắp nơi. Cái nước này là mình nấu hay mình lạnh? Dạ, cái này là toàn bộ em nấu. Cái này là cái bông me tiso Đà Lạt uống mát kem với nước đậu đi xanh lòng. À, đang khát nước bán cho mình một chai đây. Dạ, dạ. Bao nhiêu một chai? Dạ, 10 ngàn một chai. 10 ngàn một chai. Dạ. Rồi lấy giùm tiền rồi thối lại giùm nha. Thôi tặng anh luôn đi. Thôi thôi thôi, mua bán rõ ràng. Dạ. Yeah. Mở giùm cái nắp luôn đi, mở giùm cái nắp luôn, khát nước quá. Ok. Mấy chị cho em chút. Tớ tiền bảo còn bỏ túi áo dùng luôn nha. Rồi để em thở đèn vàng nha anh nha, 40 nha anh. Rồi đóng nắp lại dùm, đóng nắp lại dùm luôn. Rồi bây giờ ha, con đại diện bạn Tuấn Nguyễn ở bên Mỹ đó là tặng quà đến những bà con buôn bán nhỏ lẻ mà khó khăn ở ngoài chợ, bất kể là chợ nào. Nãy giờ con đi được hai chợ rồi, con xin phép tặng cô một nhánh bông nhân ngày 8/3, chúc cô nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Ngoài ra thì bạn Tuấn Nguyễn còn tặng cô thêm 200 ngàn nữa nha. Rồi cô ở đâu lận? Vĩnh Điềm Trung. Vĩnh Điềm Thượng hay là Vĩnh Điềm Trung? À Vĩnh Điềm Trung ha. Rồi chúc người sức khỏe nha. Dạ vé số thì con có chương trình dành cho vé số sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi không có gì, không có gì. Rồi cảm ơn chị. Rồi qua đây luôn chị. Qua đây chị. Để đi lấy thêm bông hả? Đi lấy bông không? Chờ con xíu con. Hôm nay thật sự là quý vị biết không, ngày 8/3 đối với lại rất nhiều người thì cả đời họ chưa từng nhận được một nhánh hoa nào. Ủa anh ở đây nên người khổ hơn mấy người đó nữa, chị đây nè. Rồi không được luôn, chờ em xíu đi. Đề xuất chị đây em thôi. Đề xuất chị đây là khổ nhất rồi. Có chờ em chút, ráng chờ em chút đi. Ở đây chợ Vĩnh Thạnh là cái chợ mà nằm ven đường và thuận tiện qua lại giao thương, cho nên cũng có nhiều bà con tới đây mua bán lắm quý vị. Là cô đây đó ha. Con chào chị với cô chút xíu nha. Nhà cô ở đâu lận? Ở bên cầu Ké. Wow, bên cầu Ké là gần ngay đường ray không hay là gần ngay cây cầu sắt không? Không, gần nhà thờ không? Trên nhà thờ. Trên nhà thờ luôn. Là gần phía bên chỗ Đồng Nhơn rồi gì đó hả? Đúng không? Rồi con xin phép được thay mặt bạn Tuấn Nguyễn tặng cô một nhánh bông nhân ngày 8/3 với lại 200.000 đồng. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Bữa giờ buôn bán được không? Dạ, để nuôi đứa con trên bên nữa. À, nuôi thêm người con nữa mà bị thần kinh nữa. Ráng cố gắng nha. Rồi bán này mấy giờ mình tới đây mình bán? 5 giờ. Rồi mấy giờ về? Nằm đi bữa đắt à? Nếu mà bữa đắt nhất là mấy giờ về con? 11:30. Wow, đắt nhất là 11:30 mới về luôn. Còn không là chiều về. Về luôn, dọn mai bé không tiếc chứ dọn. Giờ mừng quá dọn luôn mai bé. Thôi cố gắng nha cô nghe. Dạ. Con ăn nữa không chị? Dạ, cái nàng đây là mấy thằng mình nuôi mẹ luôn đó cháu sợ. Wow, cháu còn con đâu? Con hả đã. Thấy là con á thì con khổ quá rồi, con nó bỏ hết cái đĩa cho đâu bà. Chị đây đó hả? Dạ, chị đó đó. Wow. Đây theo sự giới thiệu của mấy người chị ở bên này. Ở đây em không biết ai hết nhưng mà bà con đây xác nhận là nhiều hoàn cảnh khổ á. Em xin phép được thay mặt bạn Tuấn Nguyễn bên nước Mỹ tặng chị một nhánh bông nhân ngày 8/3 nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Còn nữa.
với lại 200.000 đồng. Chúc nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ không có gì đâu. Dạ rồi. Ráng cố gắng nha, nuôi mấy đứa cháu lận. Wow, bốn cháu nội luôn. Hết nuôi con giờ chuyển qua nuôi cháu đó. Rồi con có phụ giúp gì không? Wow, khổ dữ dằn. Thôi ráng cố gắng nha, chúc buồn may mắn đất. Đây còn một hoàn cảnh. Dạ, tạm thời tặng bán rau đi. Bán rau, giờ dạ. Con bán rau ở đây nữa nè. Rồi rồi. Đây. Chờ em xíu. Đây. Rồi dạ. Chị đây đó hả? Chị đây là phụ hả? Phụ bán. Chị giới thiệu cho mình đi chị. Tên gì, tên cái nhà, tên Trâm vậy hả? Tên nở ha. Dạ. Nhà chị ở đâu lận? Dạ, bệnh viện Thông Văn Tải. À, ngay chỗ cầu ké đi vô đó ha. À, đi vô nữa là cầu ké đó. Dạ, đi được đó cũng được. Rồi. Em xin phép thay mặt bạn Tuấn Nguyễn ha, ở bên Mỹ tặng chị một nhánh bông với lại 200.000 đồng nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, ở nhà có nuôi ai nữa không? Dạ, còn nhỏ nữa anh. À. Dạ. Nhỏ có đi học đàng hoàng không? Dạ, học cũng bình thường anh. Cố gắng nha, cố gắng cho con đi học nha. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe luôn. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, xúc động luôn không à. Cảm ơn mấy chị nha, nhờ mấy chị giới thiệu. Đây còn một hoàn cảnh nữa. Cái tấm lòng nha gái. Chị em khổ ở đây. Con biết nè, con biết bán ké nè, nó khổ tội nó đó. Đó, con bán ké đó. Rồi, để thêm hoàn cảnh nữa đây. Cho nó đi. Chờ một con bán ké, một con bán rau nữa. Đây rồi. Đây chị, đây. Ủa, đừng quay chị, em lát nha. Dạ. Em để dành thêm hai hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh ở chỗ khác. Đây chị đây đó ha. Ừ vậy chắc mày ăn bánh xèo của tôi chứ mày tự đầy. Wow, cái rổ mực này làm món gì ngon chị? Mực này làm món gì ngon? Hấp. Hấp của bánh tráng. Mực này đổ bánh căn ăn được không? Được, ngon anh. Rồi xin phép chị nha, thay mặt bạn Tuấn Nguyễn bên Mỹ là tặng cho chị. Dạ, cảm ơn anh. Với lại nhánh bông 2.000 với 200.000. Cảm ơn anh nha. Rồi chúc sức khỏe nha, buôn may mắn mắt nha. Cá này là mình lãnh của người ta mình đi bán hay là mình đi mua lại mình bán? Mua lại đem đi. À. Bữa giờ bán nhiều không? Dạ. Bữa giờ bán có lời nhiều không? Vậy lời ít lắm. Có nuôi ai không? Dạ, cá nuôi con chứ. Mấy đứa? Ba đứa. Ba đứa luôn. Đủ ăn đủ mặt không? Cố gắng nha, cố gắng nha. Hôm nay vui quá, tới chợ đây vui quá. Gặp gỡ bà con xung quanh đây vui. Thay mặt anh cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. À chị đây đó hả? Rồi. Theo sự giới thiệu của cái người chị này, em xin phép thay mặt bạn Tuấn Nguyễn bên Mỹ tặng cho chị một nhánh bông kèm với lại là 200.000 đồng. Nhân ngày 8 tháng 3, chúc chị vui vẻ, bình an, hạnh phúc, yêu đời, lạc quan, buôn bán đất. Nhà mình ở đâu lận? Dạ, nhà em ở sau lưng đây. À, cố gắng nghe. Bữa giờ là ngập lụt rồi, chạy đi đâu cho thoát? Nhà có gác sàn hay gì đó không? Dạ, nhà ở nhà cũng có gác lửng. Rồi ngập lụt rồi kê đồ đạc ổn không? Dạ, vậy. Cố gắng nghe. Rồi chúc sức khỏe luôn, xin chào. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Rồi cảm ơn chị. Số chị nãy giờ chị sang khách. Chị với số này để yên tâm đây, giờ bữa em trở lại em có chương trình dành riêng cho bé số. Dạ. Có bán rau không? Rồi cảm ơn mấy chị, cảm ơn mấy chị. Đây kính thưa quý vị, rất là vui khi hôm nay. Hôm nay thay mặt bạn Nguyễn Tuấn để mà giúp đỡ những bà con bán rau. Bây giờ thì chắc là em sẽ chạy ra chợ Vĩnh Hiệp rồi qua Vĩnh Trung.